Đại ca của hai Hồi nãy giờ thì mấy đứa tắm dũng không à, giờ thấy cái hồ nước á, nước ấm quá mà nước còn cạn cho nên là khoái quá. Bây giờ mấy đứa chưa có muốn về mà không biết mấy đứa muốn chơi trò gì không biết nữa. Mấy cần chơi trò gì vậy? Mua uy tín. Mua uy tín là sao? Chơi đuổi bắt. Hình ra hai thằng bắt mấy thằng kia. Rồi cái thằng nào bị bắt một là bị thằng nước, hai là thằng hai thằng bắt ba thằng chạy. Thằng bắt là mấy thằng kia đợi mấy một thằng đường luôn á. Hai thằng bắt ba thằng chạy. Thằng nào bị bắt thúng á thì bị nhận nước. Ok. Mấy học dầu. Mình học nhận dầu đi. Không có vợ. Thôi mình ở dưới nước mình nhận nước đi. Nhận hai cái. Gì hai cái? Không có chùa. Mấy cái nhận mấy cái. Đâu đây? Hai cái. Nhận 10 cái. Tại nhận hai cái chịu không nổi rồi. Thôi bữa nhận quyền 5 cái nè, gì á. Cứ là cho nó thở rồi mới nhận nữa hiểu không? Chứ không phải là nhận cho không cho nó thở. Ba cái thôi. Bữa quất quyền 5 cái muốn sồi. Thôi gì nhận chết luôn. Rồi, bây giờ chơi tà mụ yêu tinh đúng không? Dạ. Lại cởi áo rồi. Để thôi nó. Rồi nhảy. Đó gì vậy gì vậy? Ai kêu nhảy nhảy cho cha mà. Hết rồi. Nhảy. Cha cha cha. Cấp quá. Anh lại quậy sao? Con nhảy thì thằng trời. Nhảy. Có đầu dính thịnh không? Wow, dân chơi dân chơi gặp đúng dân chơi rồi. Quen có tại muốn quạt mày qua với đàn em mày. Rồi đấu con đấu từ từ ra sân mày. Thôi giờ xuống đi. Ê, em muốn quạt chung với nó nè. Nó lắc nó lắc rồi. Mời anh muốn quạt đi, nó múa kìa. Múa điên cuồng không? Múa điên cuồng, múa điên cuồng. Anh ấy múa rồi. Giờ múa lại. Chừng nào cũng gạch ra tấm vợ kìa. Nó quay sao mày? Hai giờ. Quay quậy quay sao mà? Con quay thử coi con. Con quay rồi thử coi. Nó quay ghê lắm á. Né ra các con. Né ra đi. A, tài hiên. Ở thế này chứ gì ta? Hay gì ta? Dừng vô mặt nha con. Rồi bây giờ mình chơi nha, nãy giờ làm nóng rồi nha. Rồi bây giờ đứa nào bắt thùng thùng ra. Rồi thùng phải không? Rồi ok. Rồi nhiều hai người nha. Nhiều ra ít. Để em đi em. Để em không ăn gà thằng tí ra một thằng bắt còn ba thằng năm thằng ở lại thì bị đen. Nhiều ra ít. Để em đi màu đen hết không? Dạ. Nhiều ga ít ít. Quay. Quay. Nhiều ga ít ít. Sẽ sang quyền trước cho nhiều ga ít. Thằng Bi thì bắt không lại nè. Nhiều ga ít ít. Bắt mèn mập trước. Rồi thằng nào giờ mà thằng nào mà bị bắt là bị hai người. Rồi bị nhận nước rồi xong bị hai người. Thằng nào bị bắt? Ví dụ thằng Tý đó, thằng Quyền thì thằng Quyền bị nhận nước xong rồi cái thằng Quyền sẽ là người bắt. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy thì mình thay phiên chứ được chứ. Rồi bây giờ là thằng bắt á, là bây giờ là thằng Tý với thằng Quyền đúng không? Tý thằng Tý thằng Dây. Rồi đứng lên Dây. Chạy đi bà con. Rồi. Bây giờ mày khoan. Bây giờ mình chơi với nước không? Mình chơi trên bờ. Đi nước. Nóng. Rồi em nào à? Em nào ấy xứng tước đây. Mở cổng. Xuống. Xuống lẹ rồi. Thằng có cây. Từ từ. Ê, cái đồ túi chay gì kìa. Chạy đi. Lấy cái đó lên đây con. Lấy cái đó lên. Rồi tới cậu Khanh. Chạy đi. Trời ơi, ai làm rớt cái thùng xuống hả? Lấy cái thùng ra đi. Từ từ lấy cái thùng ra đi. Rồi tới cậu Khanh xuống nha. Ok luôn. Ủa này rớt xuống cái hộp đầu không? Dạ không, cảm ơn. Cái này làm không được đâu. Từ từ Dây. Đi theo Tý thì lại đi hình Tý. Bây giờ Khánh sẽ đi theo Tý để coi Tý là mẫu yêu tinh. Tý sẽ bắt những cái con mồi. Tý đi săn mồi đi Tý. Nó giữ. Nó giữ.
Dí mấy vòng bắt được dí có 5 vòng. Nó chạy qua đây.
Cái càng nó chạy nhanh quá. Nước lớn vô không lại đó. Thế hả? Để con chạy mấy vòng gì? Con không. Dạ? Con chạy mấy vòng bị bắt hả? Cũng 5 vòng luôn á. 5 vòng hả? Mệt dữ không? Nhưng mà con biết cái gì đi cho thằng bị bắt nghỉ mệt chứ bôi. Dư á hả? Dư á hả? Thằng Duy này lao. Thế là vui đó là tốt. Tại đâu cái lỗ đó là... Bỏ ra coi. Ai mà phụ tao coi. Ê à, tao nhận mà tốt nè. Cái gì cho thằng rất nghĩ mà chứ quay. Từ từ Rồi cái này tưởng con gì vậy? Rồi bây giờ tới lượt. Từ từ. Rồi chậu con giấy hả con? Chá, kiếm chỗ nào cho người bị bắt nghỉ mệt chứ chạy hoài mệt lắm. Vậy hả? Thì kiếm chỗ nào? Hãy vô là chạy nguyên vòng này nè. Bắt không được, cái mình có chỗ nghỉ mệt mình chui tổng. Là nó không bắt được mà. Nhưng mà ở chơi tạm chỉ được một chút thôi, không được lâu. Nè, mày lại mày xử. Ở chừng nào mà nghe mệt thôi. Ê, nó chơi thôi, rõ rồi. Xử bóng rồi nè. Dì ơi, tạm biệt. Nhậu cá. Con mấy à. Ê, nó chơi tay cái. Nó đứt kìa hết á. Mới đồng á. Mày lấy mày nhắn này nè, Bi. Mày nhắn giấy nào. Anh đâu. Lấy nhỏ Duy kìa. Hả? Duy. Ba cái. Như nhẹ thôi nha. Bốn cái rồi bà. Ba. Bốn. Mệt chơi. Cái này nhẫn mà tao mệt. Chạy gì tao à. Con lái thằng tí chạy gì tao à. Con đuối sức con chạy chứ. Nó chạy gì. Con lái nó cầm cái quần nó chạy chứ. Cầm cái quần gì? Nó cầm cái quần này là cái quần bị lấy á. Nó chạy. Cái này cái gì nè. Ủa nãy gì ghê vậy. Văn lướt ba bi. Ăn gì em ơi. Văn lướt dạ. Rồi giờ chơi nữa. Đem nó dụng đặt cái bên này. À, thằng Quyền nó chơi kỳ quá hả con. Sao? Em nhận nó mới cái nó tội đầu lên liền. Ừ. Nó nhận em nó đè một phát. Nó không buông. Rồi. Cái này làm gì vậy? Không biết cái đó gì đâu. Tới ai tới cái gì bự dưới tới. Xuống sao rồi. Thôi hỏi cái này luôn em. Cháu nào cậu một nè. Cháu nào. Ê ơi. Chưa nào vô. Cháu nào. Vô. Đợi lại cho nó bích luôn. Rồi khỏi đá luôn. Đó. À. Nhớ chuẩn bị chạy nha. Ê da. Ê xin lỗi. Nè. Ở đây nè. Ai gì? Ai gì? Tới gì? Tới gì? Tới gì? Tới gì? Rồi nha. Ồ Quyến. Không. Quyến chán luôn. Chán luôn. Hôm qua anh Quyền làm rớt. Thấy em ơi con. Ôi. Hay quá. 1 2 3 chạy. Con bắt được con nghêu nè. Có không? Có. Hả hả? 1 Dí thằng Dí nè. Đừng dí nó. Để anh cho. Chết này rồi. Rồi cho tao đi mà cho mày rồi cho mày lăn nha. Làm hai mẹ còn một. Con sống. Hello. Con sống. Em cái này thì ai một cái nè. Con sống. Đem cái này gì nấu bánh canh ăn. Ô nấu canh ăn. Rồi nhận nước đi. Nhận cái đi mập. Nhận đi. Chưa nhận cái này đó lại. Con. Thấy gì vậy? Đó, thấy đó. Đồ, đừng có đồ. Mày hả? Ủa, lắm chứ sao biết? Miệng tao bắt được rồi, bắt được ba hàng luôn. Chuyến này mập với tao rồi. À, uống bên thẳng con ra.
Mụ hả? Mụ hả? Mụ nè. Mụ hả? Thằng chó này, mày nhận nước không? Con chó là cậu tên, cậu tên đâu? Tên gì hả? Tên mấy tên càng xanh mà nhỏ hả? Thôi, con luôn. Con cầm đi, con cầm đi. Đừng tép. Bị tép luôn. Vậy là dưới đây chắc có tên bự. Kéo căng. Đây, đây. Cái này thả xuống luôn khách. Thả nó mày mốt ta. Kéo căng vậy nè. Để cam thả xuống đây mốt mày mốt đợi ca lại nha. Rồi, để ca nó mập. Kéo căng vậy nè. Mập nước. Người ta có tên có tuổi. Có tên cũng căng. Đây. Tao là chơi hơi lặng à. Chơi. Một. Chơi. Một. Hai, ba. Chú đưa nó búng á. Cái đít nó nhổng lên. Cái đít nó nhổng lên kìa. Đây. Cái gì vậy? Thua rồi. Ai thua? Mày thua. Con lên tiếp. Ủa kìa. Có điều bất ngờ sẽ xảy ra. Gì vậy? Con gì á? Cái kia cà rô phi. Ghê hả? Mày hả? Hay hả? Ô mê càng say luôn. Tay ơi. Nó xuống dưới chân luôn á. Đạp. Đạp nó. Đạp nó. Bây giờ tao thì lặn không biết. Thôi em đâu dám chơi à. Chú đít nè. Sao cái chuối kìa. À bắt được cái bự được không. Ê bỏ ra. Ê da. Cái khủng long. Ê da. Ai da, đau, da, đưa bay, con đi lại, nhớ là lại mập, nè, cá lớn nào, tao mày dám lớn nha nhau, cá này lớn quá, anh làm gì vậy? Con này hơn 50 kg luôn. Sao vậy? Cá lớn nè bà con. Để nó xảy qua đây. Hơn cả năm rồi mới bắt được con bự vậy. Chưa có năm nào. Lấy cái tay đừng lấy cái cổ nó nha con. Lấy cái tay. Lấy cái tay bự bự bự. Chưa có năm nào mà bắt được con cá bự như thế này. Chiến này giờ xé thịt cho cả làng ăn. Đừng. Đỡ tẹo mình đâu. Cô Bi ơi. Khá rồi hả? Con cá này lớn lắm. Bi ơi, cá bao nhiêu ký vậy? Hơn một tạ, hơn nữa. Đừng có đu tao. Đừng có đu. Đừng có đu. Ai ơi bắt. Đừng có ôm đứa con nội. Bố đâu kịp. Nó giải ra. Lo nó về làng. Ăn được tao. Kéo nó vô bờ. Cá này bự quá. Này, nó dùng giải. Nó đẹp à. Cá này bự lắm nè, quên. Ê, mập. Cá này bự lắm. Cá điêu hồng. Tao đã cá điêu hồng. Cá điêu hồng nè. Tao cột nó thành cột nữa này. Tao đây rồi. Mày còn gì mày xảy ra? Tao tính mời tao gọng, tao tính mời tao mời mặt mày mà ai về mà xảy. Về ha, tao phạt mày liền. Lên, chờ cái chậm mà. Mỗi cần tính. Đâu? Đúng rồi. Ủa nè. Chúng tao thịt mày luôn á. Cái tay con cá nữa. Cá gì? Mình chết mày rồi. Cá
Hả? Chạy tao bị chán luôn. Có càng không? Có càng không? Đây nè. Hả? Thôi mày mò dở mày đó, mày mò dở thì mày đi. Thôi bỏ ra. Con mướn. Quá tập rộng cho tao. Nãy giờ nó đu tao nè. Ở nước vô, nước vô, nước vô. Ở đây có hai sao mà bắt nữa. Này, nhìn có lưới vậy. Tóm đầu nó lại. Mày. Mày. Bi. Lại lại, mình ta là không lại hai nó đâu. Hai cá này bự lắm. Vô. Ăn thịt nó. Ăn thịt nó. Nó hơi mập bạ luôn kìa. Cái con mập bạ nó mặt tổng lắm. Tao có lưới nào cho con. Tao lôi mày vô bờ tụt mày liền. Lứa này tan lắm rồi quay. Hả? Nó gà gì bây? Lứa hồi cá. Ừ. Quay. Mới bắt cha. Cá tay tao mày. Ây da. Con quỷ mà. Mày đúng đúng tao lắm. Cá này. Kiếp này là bi đi. Tao. Đó. Ờ, chưa chín không? À, bi. Bữa nào chín cam cam chín quá hả nha. Hả? Chín tao nè. Dây. Mày hỏi tao kìa. Mày chết mày coi. Mấy kìa nè. Ra đó. Nghe nè, hình như thằng dây nhỏ nó mạnh hơn dây bự phải không? Phải không? Dây nhỏ với dây bự bự mạnh hơn. Hả? Thằng dây nhỏ. Dây nhỏ mạnh hơn hả? Đu như đẹp. Coi nó coi nó lái cái nào. Nó tầm bóng, nó tầm cầu. Anh cá hành tinh. Anh cá hành tinh. Sao dây mạnh chứ vậy? Cô chú anh chị nãy giờ đã bỏ thời gian ra để theo dõi cũng như là ủng hộ cho Hương Nhi Đồng Quê. Khánh xin chúc ông bà cô chú anh chị có một ngày mới vui tươi hạnh phúc và một đêm ngủ thiệt là ngon giấc. Còn bây giờ thì cả nhà Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại. Đây rồi.